Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, đến trưa ngày 18 tháng 11, hơn 100 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất Chánh X tại thành phố Biên Hòa nhập viện cấp cứu đã ổn định sức khỏe và được xuất viện. Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 17 tháng 11, các cơ sở y tế địa phương đã tiếp nhận số công nhân này vào cấp cứu trong tình trạng nôn ói, khó thở, co giật, nhiều người ngất xỉu. Về nguyên nhân của vụ việc, theo nhận định ban đầu, có khả năng các công nhân này bị ngộ độc thực phẩm.